con. Con đang chơi đồ chơi bố. Bố chơi với con đi. Bố chơi với con nhá. Nhưng bố đang đọc đẹp một khách này. Hãy đọc đẹp bố chơi với con tí nhá. Vâng, bố chơi với con đi, con rất thích bố chơi cùng mà. Nào, tiếp nhau. Đâu, bố thích bố chơi con nhá. Không bố được đâu, không bố được đâu. Đây chắc là cái cứu hỏa hay sao không nhỉ? Rồi, sao con làm chơi nên mất hết một cái khe này rồi đúng không? Hay là khe gì đấy? Đúng rồi. Đây, cái có còi báo động đấy. Có đèn báo động đấy. Nhưng mà nó bị gãy cái này rồi. Làm đồ chơi thế, mẹ mua cho con à? Ơ cái này là đồ chơi cái gì đây? Hả? Bố, con đói quá bố ạ. Đói á? Ôi bây giờ mấy giờ đói, cái tháng có chưa ăn sáng đi à? Mẹ cũng cho con ăn à? Con không phải là đói buồn ăn cơm hay là ăn mì hay ăn cháo đâu. Thế con là sao? Con muốn ăn cái gì nó ngọt ngọt, giòn giòn cơ. Thích ăn kẹo đúng không? Thế thì thích ăn kẹo thì bảo bố luôn là con ăn kẹo, đói. Thế bố cho con tiền con đi mua kẹo nhá. Bố cho tiền đi mua kẹo nhá. Ra ngay quán nhà ông ở đầu ngõ nhá. Đâu các kẹo đấy đâu. Ông già già đấy à bố? Ừ. Con đi ra đấy thôi, đi xa quá không an toàn đâu. Đúng. Đây, bố có mình đây bố cho con. Con xin bố nhá. Ừ. Mua kẹo ăn nhá, nhanh không về bố đợi nhà chưa? Vâng. Đi đi. Thế bố ở nhà bố đợi con nhá. Ừ, bố đợi ra. Con mua 5 cái nhá. Nhưng con ăn biết kẹo gì mà 5 cái. Con cứ đi đi, không thích ăn gì thì con mua nhá. Nhớ là phải đi cẩn thận nhá. Vâng. Bao nhiêu kẹo ngon mà từ sáng đến giờ không thấy có mấy đứa trẻ con đến mua rồi nhỉ. Mấy đứa trẻ con trong xóm này đi đâu hết rồi. Mấy kẹo này ngon lắm rồi, vừa phải lấy hàng hôm qua. Ôi, là cái sữa Ovaltine. À, mua kẹo hả cháu? Vâng. Đây, ngồi gần vào đây, ông bán cho đây nhiều kẹo lắm. Ơ, ông ơi, cháu bảo này. Nhà ông có kẹo gì mới mới không? Mà kẹo mới nhiều lắm đây. Kẹo nào mà nó giòn giòn này, nó ngon ngọt này. À, có muốn ăn kẹo giòn giòn ngọt à? Kẹo ngon thì nhà ông nhiều lắm, nhưng mà muốn kẹo giòn kẹo ngọt đây, kẹo này vừa ông vừa mới lấy về là kẹo Akiko này. Kẹo này mới à? Ừ, ngon giòn ngọt thơm phức cháu ạ. Đây nha. Nhưng mà kẹo này nó đắt không ông? Tại kẹo vì nó dài như thế này cơ. Ừ. Kẹo này cũng rẻ đâu cháu, có 1.000 một que thôi. 1.000 một que thôi á? 1.000 một cái này đấy. Đây nha, ăn ở ngoài giòn, ở trong đó là còn có sữa, kem này, kem sữa này. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu thích nhất là sữa luôn đấy không ạ? Hay là cháu có cả kẹo mentos này, cháu thích được kẹo này không? Không, cháu không thích đâu. Kẹo này thì nó dai dai hơn. Đây, cháu lấy kẹo này nhá. Cháu lấy kẹo này, ừ. Ông ơi, ông bán cho cháu 5 que nhá. 5 que à? 1, 2, 3, 4, 5. Đây, 5 cái của cháu nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5. Đủ 5 cái rồi ông nha. Là mất tổng là 5.000 đúng không? Đúng rồi. Đấy hôm nay nhá, cháu xin bố cháu 10.000. Để đi nhá, để đi nhá. Sao cháu không mua hết 10.000 luôn, đến 10 cái đi. Không đâu, cháu chỉ mua 5.000 thôi. Xong rồi cầm tiền để dành để mai cháu mua tiếp được cơ. Nào 10.000 à? Không biết đây là tiền thật hay tiền giả đây là nhỉ? Ui trời ơi, ông làm sao ông mắt, ông kém, ông cứ giả vờ. Lại nhìn thấy được làm gì. Tiền thật ông ạ. Tiền thật à? Cháu là con nhà bố ở đầu xóm, trong xóm đây đúng không? Ừ. Ông ngốc người nhìn cháu làm gì cháu thèm làm cái tiền tại vì ông hay bị mấy thằng nó lừa, mấy thằng nó lừa nó ông nó thấy ông già rồi mà nó toàn lừa. Ơi, vào mua đi cháu ơi. Đấy, ông bảo cháu nhanh lên không phải. Đây cầm tiền cháu. Nhanh lên vào đây ông bán cho nhanh lên. Ông giả nhầm mình ấy. Thôi mình phải về luôn. Nhanh lên. Thôi cháu chào ông nhé, cháu về đây ạ. Ừ, cháu về nhá. Nhớ hôm nào lại quay lại mua cho ông nhá. À, bà mua cháu, mua gì ông bán cho. Ơi, đây rồi bà ơi. Ông đang mua nhà cái ông ở đầu ngõ không bà không? Có. Ui, nhà ông hôm nay nhiều kẹo mới lắm bố ạ. Thế là con thấy kẹo này ngon, con bảo là ông ơi, có kẹo nào mà vừa giòn này, vừa ngọt này, vừa có kem này. Thế là ông ấy đưa con kẹo này luôn. Akiko à? Akiko này. Đây là nét que đun sữa. À, đây có những cái con nét sữa trong này. Đúng rồi. Thì bố con này có thử ăn thử nhá. Vâng. Quay ngon lắm bố ạ. Con bắt rồi. Ui. Que này dài đúng không nhở? Gãy hơn hả? Ừ. Giòn, ui bố ơi, ở trong nó còn có nhân kem hay sữa gì ấy. Giòn giòn ngọt ngọt nhưng mà lại có sữa trong có kem này nhỉ. Ngon hết.
Sao đói chưa? Ngon không? Con mua 5 que này là mất 5.000 luôn. Ngon quá. Hôm nay ông phải mang đúng cái loại này về. Ông ngon quá. Ngon quá. Con mua cái này 3 tiền một cái thôi. 1.000 một cái bố ạ. Hả? 1.000 một cái. 1.000 á? Thế là hôm nay bố mua, bố đưa cho con 10.000 thì là đây mua mấy cái đây? 5 cái, con mua 5 cái. Thế là còn thừa 5.000 à? Ơi. Ôi. Con lấy tiền đâu mà nhiều thế này? Hả? Bỏ rơi rồi. Không phải con ăn trộm đâu. Con nhặt được ở đâu à? Con không nhặt được ở đâu cả. Chứ con lấy tiền đâu mà tận 200.000 thế này? Bố ơi, con bảo bố nhá. Lúc con vào nhà ông ấy mua, thế là lúc đấy ông ấy rất là đông khách. Ông ấy hỏi con là lấy bao nhiêu cái thì con bảo là con lấy 5 cái thôi. Thì ông ấy bảo là 5 cái thì 5.000. Thế là ông phải trả 5.000 cho con đúng không? Đúng. Thế 5.000 đâu rồi? Ông ấy đưa, thế là sau ông đấy, con đưa tờ 10.000 cho ông đấy, thì ông đấy trả lại con tờ này luôn. Thế con thấy thế con cầm phát con chạy luôn về nhà đấy không ạ? Bố thấy con giỏi á? Sao con lại không trả lại ông ấy mà con cầm cả 200.000 về? Nhưng mà 200.000 này thì mua được nhiều thứ mà bố. Mua được nhiều thứ nhưng có phải tiền của mình đâu con. Nha, con chỉ được cầm 5.000 thôi chứ. Đây là ông ấy trả nhầm cho con mà, đúng không? Thì ấy, ông ấy trả nhầm thì con mới được đấy. Ông đấy, lỡ ông ấy không trả nhầm thì sao? Thì con chỉ được có 5.000 thôi. Thôi con hư rồi, bố bà này. Tiền này là tiền của ông. Đấy, ông bán hàng ấy. Ông ấy cũng, nhà cũng không phải khá giả gì. Mà tiền cũng là do ông ấy phải khó khăn mới làm ra được tiền. Chứ không phải là ông ấy nhận được nhiều tiền, ông ấy giàu có lắm gì đâu. Mà kể cả giàu có thì cũng không phải là tiền của mình. Khi mà người ta trả nhầm cho con thì con phải trả lại cho người ta chứ. Sao con lại cầm tất cả về thế này? Bố lại trách con nhỉ, con tưởng bố phải khen ngon chứ. Thế nếu một ngày nhá, mà bố đánh rơi tiền, mà mất tiền hoặc là bố trả nhầm tiền cho ai đấy, mà người ta không trả lại cho bố, thì bố về bố không có tiền cho con tiền bú kẹo ăn như cả thì con có buồn không? Bố không có tiền cho con đi học các thứ thì con có buồn không? Nếu mà bố mà bị mất như thế thì con phải đến ngay nhà cái đứa mà bố trả nhầm, con phải đòi lại mới được. Đấy, một ngày bác ấy bán được bao nhiêu tiền, công sức của bác ấy khó khăn lắm mới bán được vài đồng. Đấy, cái cửa hàng nhỏ tí xíu ấy, con biết đấy, có bán được bao nhiêu đâu mà bây giờ trả nhầm cho con 200.000 như thế này thì bác ấy sẽ buồn như thế nào, rồi con cái bác ấy nữa không có tiền đi học, không có tiền này tiền kia các thứ. Nếu mà bác ấy trả nhầm cho ai người ta cũng cầm hết như này, hôm nay bác ấy già rồi bác ấy lẩm cẩm bác ấy hay trả nhầm ấy, bây giờ ai cũng cầm về hết như con như này thì bác ấy phá sản à, bác ấy phải ra đường ở vì có tiền. Bố thì bây giờ con phải làm thế nào bố? Bây giờ con cầm tiền sang con đưa cho bác ấy, con xin lỗi bác ấy, bảo là lúc nãy cháu không biết, thứ con trả lại cho bác ấy nhá. Liệu bác ấy có đánh con không bố? Nếu mà con là một đứa trẻ biết nhận lỗi ấy, thì bác ấy không đánh con đâu, yên tâm nhá. Còn bây giờ đi đi, còn bác ấy lại không thấy mất tiền bác ấy lại buồn nhá. Đi đi, bố ở nhà một đợi, ngoan được chưa? Từ bây giờ phải thành thật nhá con nhá. Cái gì của mình thì được cầm, còn không phải của mình thì không cầm nhá chưa? Được rồi, thôi đi đi. Vâng. Con chào bố. Con đi nhá. Quái lạ, tiền để đâu rồi nhỉ? Mất 200.000 đến nay thì không may còn cơ cáo gì nữa. Còn có 10.000 nữa này. Ông ơi, mua kẹo ở cháu. Thế lúc này ăn 5 cái ngon không? Ngon không ạ? Bây giờ ông bán cho bao nhiêu là ăn mua kẹo tiếp không? Ông ơi. Thế nào, ăn kẹo nào ông bán? Chả ông ạ. Ô, tức là tiền này là cháu nhặt được của ông à? Lúc nãy ông đánh rơi đúng không? Không phải là cháu nhặt được của ông đâu. Ông đang tìm mãi không thấy đâu. Lúc sáng cháu mua kẹo của ông xong rồi ông trả nhầm cho cháu. Thế ông trả nhầm á? Cháu ngoan đấy, cháu trả lại cho ông. Thế về nhà cháu mới biết à? Ông có mắng cháu không? Không, ông không mắng đâu. À thế thì ông phải trả lại cháu 5.000 đúng không? Thôi ông ạ. Tôi chết rồi, ông không có tiền lẻ rồi. Bán cho cháu thêm 5 cái kẹo nữa đi. Thế ông bán cháu 5 cái kẹo nữa nhá.
Cháu ngoan thế nhỉ? Con nhà ai mà ngoan thế? Cháu xin lỗi ông nha, tại vì cháu biết là ông trả nhầm nhưng mà cháu vẫn mang về. Thế là lúc đấy cháu biết là ông trả nhầm rồi nhưng mà cháu không trả ông luôn à? Thế sao bây giờ cháu lại trả ông? Tại vì bố cháu bảo đấy là nếu mà cháu làm như vậy là một đứa trẻ hư nên là cháu trả lại ông ạ. Ừ, thì ông cảm ơn cháu nhé. Ông đang lo quá không biết là mất tiền đi đâu rồi. Cháu thành thật như thế là rất tốt. Cháu không hư đâu nhé. Ông không mắng cháu ạ. Ừ, thế bây giờ cháu lấy 5 cái kẹo nữa à. Ừ, ngoan lắm. Thì cháu cảm ơn ông nhé. Thế ông cho cháu không mắng cháu. Ông cho cháu thêm một cái nhá, đây là 6 cái này. Đấy. Ông còn cho cháu thêm một cái nữa à. Trừ hết 5.000 của cháu lúc còn thừa với lại ông cho cháu thêm một cái nữa nhá. Ôi ngoan lắm. Ông về ăn cơm đi khỏi bố đợi nhá. Bây giờ ông cũng về đây. Ông đang bảo không biết mất tiền nên ông lo quá. Và cảm ơn ông nhá. Ôi chào cháu nhá. Chào ông ạ. Ôi dọn hàng về ăn cơm rồi. Đói quá rồi. Mày quá. Đứa bé này ngoan biết trả lại tiền cho mình.